Đây cái đầu chưa nổi nghe chưa? Gì giỏi không? khỏe rồi, hết khóc rồi. Bây giờ về mới được không? Không vậy nữa rồi, vậy dễ thương à. Ơi, hết khóc rồi. Lạ không? Nhìn tới nhìn lui. Có quen không cả? Nhìn tôi nó chứ bỏ quen không? Tóc nó có cạo hay là nó tự nhiên vậy? Tự nhiên nó rụng bớt, nó xanh nó nhiều lắm, nhỏ rụng cho tôi. Giống như thầy chùa vậy trời. Không có miếng tóc nào hết trơn, trời ơi kìa. Kỳ ta. Ông bác sĩ vậy đó. Kỳ vậy ta. Sẽ cái đầu nó bóng kìa. Tối nay tôi cho mày đi Việt Nam nha.